gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương. Sống gần trục đường chính của xã, nhưng cứ vài chục phút, bà lại phải quét dọn nhà một lần. Hầu hết, các gia đình sống gần hai bên các tuyến đường này cũng luôn trong trạng thái cửa đóng, then cài. Những tấm bạt được coi là công cụ hiệu quả nhất để che chắn trước sự tấn công của bụi đường. Nhiều nhà buộc phải đầu tư hệ thống vòi xí nước để phun tưới hàng ngày. Song mọi biện pháp cũng chỉ xem như muối đổ biển. Họ đành phải chấp nhận sống chung với bụi bẩn. Cửa ngõ là phải quẹt hàng ngày, là phải chui nữa. Rồi đóng cả ngày là con dĩa người phải đầy nước đá hoang nữa. Nếu mà không quẹt thì là coi như mất vệ sinh thì sống được. Người dân rất khổ. Mưa cái lần nước lũ tí đây là đi không được. Đó là hàng năm là mà nặng lên là bùn lũ đi. Tuyến huyện lộ cấp phối này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến mùa mưa lũ, người dân nơi đây hầu hết bị chia cắt hoàn toàn. Thực trạng này gây nhiều khó khăn cho việc sản xuất và đi lại của người dân, đặc biệt đối với giáo viên và học sinh. Theo người dân, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra tại đây. Ở Thanh Khê là cái xã bên núi và cái địa bàn thì tương đối rộng và cái hệ thống đường giao thông thì chủ yếu là nó con đường đất. Thành ra là cái gây rất là nhiều khó khăn cho giáo viên và học sinh. Vào mùa mưa lũ giáo viên phải đi đường tránh, đi vòng, thành ra có những giáo viên thì có hai giáo viên là bị nước cuốn trôi. Địa bàn á để rất phức tạp về địa hình. Cho nên là về mùa mưa đấy là đường xã giao thông là đi lại hết sức khó khăn, đặc biệt là các em học sinh. Riêng đối với các em học sinh á, là đi xa nhất á, là khoảng 12 cây. Còn các cháu là thường xuyên là có là đi trong cái những cái đoạn đường mà là hết sức lầy lội. Còn đổi mùa hè rồi mùa hanh khô thì một trong những cái đi cái đường có thể là bụi bặm rất là nhiều. Cho nên nhân dân Thanh Khê cũng tha thiết đề nghị với là các ban ngành các cấp quan tâm để tạo điều kiện cho Thanh Khê là cái phát triển kinh tế, trước hết là cái giải quyết về giao thông. Thanh Khê là xã thuộc diện 135 nên điều kiện kinh tế và cơ sở hạ tầng còn hết sức khó khăn. Hiện cả xã mới chỉ có 700m trên tổng 56 km đường giao thông được trải nhựa, còn lại là đường đất. Mặc dù chính quyền địa phương đã huy động ngân sách và sức dân để tu bổ và nâng cấp đường xá nhưng vẫn không thể đáp ứng được. Chưa dám mơ tưởng tới cuộc sống đầy đủ, sung túc, người dân Thanh Khê giờ chỉ mong sớm có một con đường.